Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tâm Phúc TV, tiểu sử của người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của một thành viên vào vai chủ tịch khác của nhóm SVM Vi Nam nhé. Vi Nam tuy mới bén duyên với nhóm SVM từ năm 2021 nhưng anh ngay lập tức khẳng định được bản thân, anh thể hiện được tài năng và sự duyên dáng trong từng vai diễn. Đặc biệt anh đã vào vai rất ăn ý với Lan Anh, khỏa lấp được vị trí mà Tuấn Anh để lại, thậm chí nhiều khán giả còn cho nhận xét Vi Nam đã làm tốt hơn Tuấn Anh. Vi Nam để lại đằng sau những vai diễn của mình hàng ngàn những bình luận tích cực và trái tim yêu mến của khán giả. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về tiểu sử của Vi Nam nhé. Vi Nam tên đầy đủ là Vi Liêu Xuân Nam. Vi Nam là tên nghệ danh của anh. Vi Nam sinh ngày 19 tháng 12 năm 1992. Tính đến năm 2022, anh tròn 30 tuổi. Vi Nam sinh ra và lớn lên tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Hiện tại anh làm việc chủ yếu tại thủ đô Hà Nội. Không phải ngẫu nhiên mà Vi Nam lại diễn xuất cuốn hút và ấn tượng như vậy. Anh được đào tạo bài bản. Anh là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó là Đại học Nghệ thuật Trung ương. Lý lịch rất ấn tượng cho một anh chàng vào vai chủ tịch nhóm SVM. Trước khi về làm việc tại nhóm SVM, bắt cặp diễn cùng Lan Anh xinh đẹp, Vi Nam làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2021. Trong khoảng thời gian làm tại Nhà hát kịch Việt Nam, tuy cũng vào khá nhiều vai diễn và cũng phần nào định vị được bản thân mình. Tuy nhiên, để trở nên nổi tiếng nhanh chóng và hot như hiện nay thì SVM chính là nơi và Vi Nam đã thể hiện được rất nhiều điều. Tại SVM, Vi Nam tỏ ra rất chững chạc, trưởng thành, nghiêm túc, lỗi giữ xuất tự nhiên lôi cuốn, lại kèm thêm việc anh được đào tạo rất bài bản nên không quá khó để Vi Nam được cộng đồng yêu mến. Nhiều người thậm chí đã gán ghép Vi Nam với cô bạn diễn tài năng Lan Anh. Trong khi đó, một số bạn tỏ ra thất vọng vì nghe tin đồn Vi Nam sắp cưới vợ. Hiện nay, Vi Nam cũng chưa công khai người yêu hay vợ sắp cưới trên trang cá nhân của mình nên chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Ngoài ra, mới ngoại hình điểm trai chiều cao lý tưởng trên 1m8 của mình, Vi Nam cũng là một hình mẫu lý tưởng của phái đẹp. Trong một cuộc trò chuyện giữa Tâm Phúc TV và Vi Nam, anh chia sẻ, anh có niềm đam mê với nghệ thuật từ nhỏ, yêu thích các vai diễn và mong muốn được cống hiến nhiều hơn đến cộng đồng. Khi được hỏi về sự nổi tiếng của mình cùng nhóm SVM, Vi Nam đã rất khiêm tốn chia sẻ anh chưa phải là người nổi tiếng mà anh cần cố gắng hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình. Anh rất cảm ơn tình cảm của khán giả thời gian qua đã dành cho anh. Về cuộc sống hàng ngày của Vi Nam, sau những vai diễn, những giờ quay phim miệt mài, anh học thêm đàn piano, ca hát cũng là một sở trường của anh. Vi Nam có giọng ca rất ngọt ngào, các bạn có thể tìm đến những bài hát của Vi Nam thể hiện trên trang cá nhân Facebook của anh nhé. Nói về dự định tương lai, Vi Nam chia sẻ anh sẽ cống hiến trọn đời của anh cho con đường nghệ thuật. Nó dường như là sứ mệnh của cuộc đời anh. Anh sẽ cố gắng trên từng vai diễn. Anh luôn tin tưởng vào bản thân và những cống hiến của mình sẽ đem lại nhiều niềm vui cho khán giả hơn nữa. Hãy cùng chúc cho Vi Nam luôn mạnh khỏe và sống hạnh phúc trọn vẹn với tình yêu nghệ thuật nhé các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem. Nếu thấy hay hãy like video và đừng quên nhấn đăng ký kênh Tâm Phúc TV để được cập nhật mới nhất những video tiểu sử của người thành công và nổi tiếng khác nhé.